việc thứ check-in ngày thứ tư giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 trên toàn tỉnh Kiên Giang. Tại Dòng Riềng, mưa lớn lốc xoáy đã làm sập nhiều nhà dân, nhiều người bị thương. Theo ghi nhận của Miệt Thứ, ông Cao Quốc Điện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Dòng Riềng cho biết, vào khoảng từ 7 giờ 8 giờ sáng ngày 27 tháng 7, địa bàn có mưa diện rộng, trong cơn mưa kèm theo lốc xoáy làm sập tốc mái nhiều nhà dân. Theo đánh giá sơ bộ, xã Thuận Hòa có 20 căn nhà sập hoàn toàn, 23 căn nhà tốc mái, xã Ngọc Hòa 9 căn nhà sập tốc mái, xã Thanh Hòa có 2 căn nhà bị ảnh hưởng, 14 người đã bị thương, trong đó có 3 trường hợp bị thương nặng phải chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, ước tính thiệt hại ban đầu hơn 2 tỷ đồng. Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Dòng Riềng, trước mắt, Ủy ban nhân dân huyện đã huy động lực lượng của huyện kết hợp với xã giúp người dân thu gom đồ đạc, thống kê thiệt hại ban đầu. Điều quan trọng nhất hiện nay là phải lo được chỗ ở cho bà con. Tuy nhiên, do địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 để phòng chống dịch Covid nên gặp rất nhiều khó khăn. Kiên quyết để không người dân thiếu đói hoặc không có nơi ở, huyện sẽ tiến hành trưng dụng các trường học trên địa bàn xã để đưa bà con về ở tạm. Theo ông Cao Quốc Điện, những nhà bị sập và tốc mái trên địa bàn hầu hết đều thuộc diện khó khăn. Theo thống kê sơ bộ, ban đầu có khoảng 300 dân khẩu ảnh hưởng. Huyện Dòng Riềng đang chăm lo các trường hợp cách ly y tế, hộ dân thực hiện phong tỏa cách ly y tế trên địa bàn. Nay lại gặp thiên tai nên rất mong được chia sẻ của các nhà hảo tâm để hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Cùng Miệt Thứ xem cận cảnh cơn lốc xoáy khi hụ diễn ra vào Dòng Riềng vào sáng ngày hôm nay. Thế bời. Vô chăng cái nhà to nào là quanh hết đâu, dở to luôn á. Đừng nói. Nhà lá, nhà ghê vậy. Hay lúa đâu. Xấy nè, cuộn cuộn luôn nè. Hết bị coi xấy, cần xấy này luôn rồi. Ở nhà có ai cứ banh hết rồi. Cái nhà ai nó cũng banh hết luôn rồi. Từ đây nè, em có bay nè. Được rồi, trong đời lắm. Rồi giờ may không còn cuộn kìa. Cuộn người dân nhà nào là mấy nhà ấy đó, nhà đó đó. Thank you.